Em xin kính chào các bác nha, đã đến với video của em kênh Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu các bác là một mẫu nồi 1,8 lít. Nồi mình là sản xuất 2014 cao tầng IH. Mẫu này nấu cơm cực kỳ ngon. Những cái mẫu mà em hay bán trên kênh á là những mẫu em được tuyển chọn hết. Thì hôm nay là em nhập được nguyên cái lô là Yoyoshi, thương hiệu vua đầu bếp tại Nhật, cơm ngon xứng ngon mòn Nhật. Thì những mẫu này nó có rất là có giá trị luôn á các bác. Thì mẫu này là model Enzyman đang sản xuất tại Nhật luôn cho em. Ở đây còn cái bên đây thì là cái thông số mã của nồi điện áp 100, công suất 1295W. Thì hiện tại là mẫu này em đang sale với các bác nha, các bác coi coi cuối video em sẽ báo giá. Thì giá em chỉ bán đúng một giá thôi, mong rằng các bác mình hợp tình hợp lý mua được mặt cả em cảm ơn. Thì tiền nào của đấy thôi các bác, mình chọn được cái sản phẩm tốt thì mình xài nó lâu thì mình cũng được cái tiết chi mà một số tiền nhiều khi mình đầu tư vào nó sẽ đáng đồng tiền mất gạo mình bỏ ra nha, chứ không phải là vô bổ đâu các bác. Mình trải nghiệm hàng Nhật đi, nồi Nhật nấu cơm rất là ngon, hạt cơm nở đều thơm ngon mềm dẻo không có bị vỡ nát, giữ được nguyên chất dinh dưỡng. Thì em nhắc xin nhắc lại nha, nồi các bác đang xem là nồi 1,8 lít, nấu được là cho 5 đến 8 người ăn, lòng rất là đẹp các bác. Thì hàng đã qua sử dụng có những vết chày nha các bác, những vết mua cơm đó, còn bong chóc thì không có nha. Đó mình mua thì mình coi giúp em kỹ rồi mình mua chốt cho nó nhanh gọn lẹ thì em cảm ơn. Thì nhận hàng cho bác được kiểm tra và được em bảo hành cho các bác 3 tháng bao nguyên zin, thì xài cắm trường hợp cắm nhầm điện giúp em. Thì bây giờ quay ngoại thất nội thất tới phần chính là phần cắm điện và phần báo giá. Thì mình đang có nhu cầu mua một nồi để sử dụng mình đông người thì hãy mua cái nồi này, em đảm bảo là rất là bổ ích cho các bác. Em chỉnh lại nấu cơm cho em. Không, nó bắt tắt cho em. Thì cái này là hẹn giờ sáng chiều bánh này, thì chỉnh được khung giờ gia đình các bác hay ăn cơm nè. Cao ấm lúc nấu thì sẽ đúng thời gian này có cơm ăn, trước thời gian này tầm 1 tiếng hoặc 60, 50, 70 thì nấu nấu sôi, nấu cháo, gạo lứt đầy đủ nha. Tắt, em hướng dẫn các bác là cái hâm cơm là như thế nào. Bác hâm là như thế này nha các bác, bấm vô đây hâm ấm, nó có 2 chế độ hâm, bấm thêm cái là hâm nóng, không hâm thì mình tắt. Nấu sôi nấu cháo thì các bác bấm vào đây cho em đó, thì chọn được cái nào thì bấm nút nấu thôi đó, hết thời gian này cái quà nó hoàn thành cái quá trình nấu. Thì mẫu này hiện tại em sale đúng duy nhất một giá là 2 triệu đồng, chuyển đủ em bao ship, cọc cho em 300 thì các bác trả tiền ship. Nhận hàng các bác được kiểm tra được cắm điện chứ mà mua cục, lưu ý điện 100 và 110V. Thì em đang có bán cục đỡ nguồn điện là 2000W để cho các bác sử dụng nồi cơm này với giá là 550 ngàn, cục 3000W có thể là nấu 2 nồi cơm hoặc 2 vật dụng cùng lúc với giá yêu thương 700 ngàn. Nói chung là các bác mua hàng bên em ưu tiên cho các bác nha. Thì giá tốt tốt nhất mua mẫu nồi này như sao, các bác chụp màn hình gửi qua Zalo với em, mình liên hệ qua số điện thoại trên màn hình, số tài khoản em có để hết nha, em ship hàng đồng quốc có cọc, bảo hành này kia thì đầy đủ các bác hết. Thì coi kỹ mặt hàng, inbox liên hệ để mình chốt nhanh gọn. Cảm ơn các bác.